Thật ra thì tất cả những đoàn thể tôn giáo, chính trị cũng như xã hội của người Việt Nam tị nạn ở Hoa Kỳ cũng như trên các nước đều có làm việc âm thầm hoặc là lớn hoặc nhỏ để giúp cho những người tị nạn cả. Nhưng mà tại vì cái lúc này nó lúc khẩn thiết, người ta tuyệt vọng quá, cho nên bắt buộc phải, tất cả mọi người đều phải ra làm việc chung mà thôi. Chứ không phải từ hồi trước tới nay không có ai làm mà chỉ có mình sư phụ. Nhưng mà kỳ này làm ráo riết một chút thôi. Cái là tất cả mọi người đều chung lưng góp sức mà làm. Mà cái là tiếp tục cái công việc của mình để cho thế giới biết rằng mình không bỏ quên đồng bào của mình. Và để cho thế giới họ đừng có bỏ quên người tị nạn. Tại vì họ tìm những cái lý do khác. Họ nói bây giờ chiến tranh Trung Đông, bây giờ mấy người kia chết đói, bây giờ... Thành lý do thì nhiều. Nhưng mà người tị nạn họ chỉ có một cái lý do duy nhất là sinh mạng của họ bị nguy hiểm, lý tưởng của họ bị vùi dập. Thì những người mà đi tị nạn nó cái tâm hồn họ rất là trong sạch, họ chỉ biết rằng, họ chỉ nghĩ rằng đi ra là sẽ được tự do thôi, mà không ngờ những cái trở ngại, những cái đau thương trên bước đường. Thưa cái đó là theo Phật dạy thì có vùng tu, kiếp trước không tu, đi như hồi 77 thầy đi thì qua dễ lắm. Bây giờ đến 86, 89 mới đi thì khổ quá, đi không nhầm lúc. Chẳng phải là người ta không lo, nhưng mà đi đến cái giờ cuối rồi. Thành mệt ra do đó, mệt. Không được. Tại vì có nhiều người bị tù đó, Hòa Thượng, rồi mới ra tù mới chạy được chứ, còn hồi xưa giờ bị tù 10 năm làm sao chạy, khổ vậy chứ. Và nhiều khi không có tiền hoặc là đi vượt biên 5-6 lần, lần cuối cùng mới được ra rồi người ta chê. Chứ không phải là mới đi đây, khổ vậy. Thành ra nó, những người ngoại quốc họ xếp hàng rồi kinh tế này, họ nói tại sao 10 năm nay anh không đi? Bây giờ anh mới đi, tức là anh còn chịu đựng được cái thế giới, cái chế độ cộng sản, mà đâu có biết rằng người ta vượt biên cả mười mấy lần, 20 lần rồi mới được lần cuối cùng. Hoặc là người ta bị đi tù cải tạo nhốt có 10 năm nay, làm sao mà chung ra được. Mà đi ra là đi liền hết chứ. Đại khái nó như vậy. Thành ra oan ức cho những người tị nạn ghê lắm. Oan ức lắm, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu nguy hiểm mới ra được, rồi bây giờ bị đuổi vậy. Quý vị ngồi có lạnh không? Hay thôi mình chấm dứt, lạnh ha, hơi lạnh ha. Có câu hỏi gì không? Dạ, hỏi xin phép Hòa Thượng, ai hỏi gì hỏi lẹ đi ba. Hỏi lẹ đi hết thì giờ. Hòa Thượng có mệt mỏi chi không? Có lạnh không? Không, mẹ ngồi trong vui. Dạ. Dạ sư phụ, kính thưa sư phụ, con có rất lòng thành, kính mến dược sư phụ. Xin truyền tâm ấn cho con. Nhưng ngày hôm qua con bận đi làm đến lạc đường, trễ giờ truyền tâm ấn. Xin thưa sư phụ, hôm nay có truyền tâm ấn hay không? Nếu không thì khi nào mới có dịp? Con đã ăn chay và thọ giới rồi, xin sư phụ cho con biết. Vậy hả? Thôi ngày mai đi. Mai, tối mai. Tối mai đi làm về rồi đó. Đi làm về chỉ cần 7 giờ đó, đến thiền đường đó, rồi sư phụ chỉ cho. Ok. Chứ ban ngày đâu có rảnh. Ban ngày quý vị đâu có rảnh. Ban ngày sư phụ cũng mắc làm nhiều chuyện khác. Thưa sư phụ, lần thứ ba Đức phải liên lạc với thiền đường á. Thưa sư phụ, lần thứ ba Đức Đạt Lai Đạt Ma đến đây chúc Phật tử, lần thứ Ngài đến Ngài sẽ thấy được ngôi chùa này được rộng rãi hơn. Vậy sư phụ chúc gì khi sư phụ sẽ trở lại lần thứ hai? Thì cũng chúc y như vậy. Và chúc những Phật tử đến đây mỗi ngày tâm được rộng rãi hơn, rộng còn hơn cái chùa nữa. Nên ta khai mở cái Phật tâm của mình để cho quý thầy cũng đỡ nhọc nhằn và nói rác hơi khô cổ, để cho cái chùa nó đúng nghĩa với cái chùa. À bây giờ nhớ rồi, nói chùa mới nhớ. Nhớ rồi. Làm trước Hòa Thượng có nói rằng á, khi xưa Phật giáo đâu có chùa. Cái chùa là cái tiếng từ Trung Hoa dịch qua là tiếng tự đó. Thì bởi vì Hòa Thượng học cao hiểu rộng mà, cái gì ông cũng nghiên cứu nhiều. Cho nên thầy nói rằng hồi xưa những cái vị mà tăng từ bên Ấn Độ qua đó thì là được Ngài Ashoka Đại Đế cái bằng cái gì phái đi. Cho nên những người Trung Hoa và những nước khác họ kính nể lắm. Thì bây giờ nói sơ về vấn đề Trung Hoa, bởi vì đạo Phật của mình từ Trung Hoa hình như du nhập qua mà, phải không Hòa Thượng? Có hai ba đường. Nhưng mà cái đường Trung Hoa là ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng mà từ Việt Nam, Ấn Độ qua Việt Nam, rồi Việt Nam lại qua Trung Hoa. Rồi Trung Hoa lại chạy qua trở lại. Thế nên kinh điển từ Trung Hoa dịch qua. Cho nên những cái vị mà tăng đó, bởi vì được Hoàng đế phái qua cho nên họ cho những người Trung Hoa, cho những vị tăng đó ở trong những cái ngôi nhà, cái bằng nhà khách đó.
như là họ lữ quán bây giờ đó, nhưng mà những nhà khách cái phần sang trọng dành riêng cho những vị quan lớn mà thôi. Cho nên cái những cái chỗ đó cái phần tự á, à thì sau này mấy ông thầy ông đến thì tối ngày gõ mõ tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, nó riết cái thành cái chùa luôn. À thì ra sau này mình mới bắt đầu lập chùa thêm. Như hồi xưa thì cũng có chùa nhưng kêu tỉnh xá đó, Đức Phật đi đến đâu thì lập tạm thời để cho Đức Phật thuyết pháp. À thì cũng như vậy, sau này mình kế tiếp cái truyền thống cao đẹp của hồi xưa đó, cho nên quý thầy xây những cái chùa để chi, để cho những người ngưỡng mộ Phật pháp đến đó có cơ hội trao đổi học hỏi, và quý thầy là những người hướng dẫn. Tại vì thường thường những người tại gia đâu có thì giờ mà tham cứu kinh sách nhiều, hoặc là đâu có tham thiền bao nhiêu, sợ tu hành không được bao nhiêu, không hiểu. Cho nên cái chùa để cho quý vị có một nơi để mà đến để mà học hỏi giáo lý, chứ đi đứng nó nghiêm trang một chút. À, và phải tìm quý thầy mà học hỏi về giáo lý, đặng cho mỗi ngày cái đầu óc mình nó mở mang thêm. Nhưng mà tìm thầy thì phải đến với cái tâm Phật của mình, hiểu chưa? Phải nhớ rằng vị thầy đó là đại biểu của Phật mới được. Thì quý vị mới moi móc được tất cả những cái tinh hoa của vị thầy đó, cái sự khai ngộ của họ đem ra cho giảng cho mình nghe. Còn nếu mình tới đó mình nhìn ông thầy với một cặp mắt tầm thường thôi, nghĩ ông cũng như mình, rồi nhiều khi không có sự kính trọng, thì dầu cho cái vị thầy đó muốn khai ngộ cho quý vị cũng rất là khó. Tại vì cái Phật tâm của quý vị không mở ra thì cái Phật tâm của quý ngài đó không thể nào đáp ứng được, có hiểu không? Đồng thanh mới tương ứng. Cho nên mình đến chùa thì phải kính trọng những vị tăng, coi rằng họ là đại diện của Phật, thì mình mới được những cái sự lợi ích, hiểu chưa? Chứ nếu quý vị tới mà bán tín bán yêu, có những cái lòng phàm tục, thì dù quý vị ngồi đó bao lâu hay là tới chùa lại Phật bao nhiêu năm cũng không có được ích lợi gì cả. Mà sợ rằng còn mắc cái tính cao mạng là tôi có đi chùa, tôi có thắp hương, tôi có lạy Phật, tôi biết ông thầy này, ông thầy kia, ông nào cũng thân với tôi, biết quá mà. Đại khái như vậy, không có lợi gì cho mình cả, mà còn làm cho mình vướng víu thêm lên. Ý sư phụ nói đi chùa như vậy là không tốt, chứ không phải không nên đi chùa, có hiểu không? Mấy chùa che chở hùng dân tộc. Dạ, đại khái có nghe nói, dạ. Nếp sống muôn đời của tổ tông. Tại sao như vậy? Tại vì đi đâu mà có thấy cái chùa là cái bộ an tâm mà. Thì hình như cái hồn Phật Việt Nam vẫn còn. Rồi tại sao nếp sống muôn đời của tổ tông? Tại vì tổ tông mình từ trước tới nay, tất cả những nền văn hóa, chính trị, kinh tế đều bị ảnh hưởng của Phật giáo cả. Phật giáo du nhập sớm vô nước của mình, chứ khi mà nước mình còn chưa an ổn, thì sau đó an ổn rồi cứ tiếp tục cái truyền thống đó mà đi theo con đường đạo đức của Đức Phật đã vạch ra. Cho dù rằng những người Việt Nam theo Phật giáo không phải người nào cũng khai ngộ hết, nhưng mà cái nền tảng đạo đức đó nó vẫn còn trường tồn, hiểu chưa? Cho nên người Việt Nam biết sợ nhân sợ quả, biết làm lành lánh dữ, con cái có hiếu thảo với cha mẹ, có ân nghĩa với thầy bạn. Đó là cái ảnh hưởng lớn lao của Phật giáo đối với tiền đồ của Việt Nam. Cho nên mình nói rằng nếp sống muôn đời của tổ tông không phải là ngoa như vậy. Nhưng mà quý vị phải biết bảo vệ cái ngôi chùa. Thí dụ mình đến lâu á, thì chùa nó phải hư nát, thì quý vị cũng phải góp công góp của mà tu sửa nó lại. Thứ nhất, nó tượng trưng cho nền văn hóa của muôn đời của Việt Nam, tượng trưng cho một cái tôn giáo lớn, vĩ đại của thế giới. Thứ hai, để quý vị có nơi để mà nương náu tinh thần. Thứ ba, để con cái mình sau này nó còn có chỗ mà nó tiếp tục cái truyền thống đạo đức của người Việt Nam. Nhưng mà phải đi chùa với cái tính cách như sư phụ nói hồi nãy đó, chứ phải nhìn những vị tăng như những vị Phật sống, thì mình mới thu hút được cái bản tính Phật của họ ra để mà họ giảng dạy những cái chân lý cho mình nghe. Quý vị hiểu không? Phải như vậy mới được. Gặp những vị tăng là phải coi như Phật sống, thì tự nhiên họ là Phật thôi. Tự nhiên họ sẽ có cái Phật tánh của họ chiếu dịu ra cho mình. Rồi cái Phật tánh của mình nó cũng sẽ mở rộng ra. Rồi hai người đều cao thượng cả. Hai người đều biến thành những Phật tử chân chánh cả. Chứ còn tới chùa mà quý vị cứ dòm tới dòm lui rồi cúng hai ba trái táo rồi chạy mất, cái đó không ích lợi chi cho mình cả. Nó uổng cái ngôi chùa, nó uổng những cái sự học hành, những cái đạo cao đức trọng của những vị cao tăng trong chùa, uổng những cái sự học cao hiểu rộng của quý vị cao tăng trong chùa. Quý vị có hiểu không? Họ uổng cái ngôi chùa đẹp đẽ mà không có đạt được cái mục đích của ngôi chùa. Quý vị hiểu không?
Có người hỏi hay mấy câu thơ mà cô vừa đọc xong đó là của ai? Của thầy chứ của ai? Thiệt vậy. Dạ, của thầy chứ, hồi nãy giới thiệu rồi mà. À, nhưng mà tại bữa nay sư phụ cũng hơi mắc cỡ thì nó đọc không hay. À, tại đông người quá không, đọc thơ nó cũng hay. Mà hôm trước đi thăm có một số 40-50 người thôi, thì lúc đó tại vì mới bất thần mà thấy thơ hay quá thì đọc ra nó xuất thần hơn một chút. Nhưng mà quý vị muốn về ngâm nga nghiền ngẫm thì xin thầy. À, chứ sư phụ không có những cuốn đó. À, nhưng mà mai mốt sư phụ xin phép thầy in ra. À, hoặc là thầy cúng dường thầy rồi thầy in ra rồi quý vị đến đây thỉnh. À, đem một mớ về bên kia. À, còn câu hỏi gì nữa? Kính bạch Thanh Hải Vô Thượng Sư, kính xin thầy giảng cho chúng con biết nguồn gốc của linh hồn, tại sao có linh hồn, có bất diệt không? Ký tên Michael Đặng. Quý vị nghĩ rằng có linh hồn không? À, nếu không có tại sao quý vị khi quý vị kêu bằng chết đi đó, cái thân thể còn y như vậy mà không có động đậy gì được cả, không có dùng được. Cái gì nó đã đi ra là cái thần thức của mình, cái phật tánh của mình, hay là kêu gần cái linh hồn của mình. Nhưng mà nói cái chữ linh hồn nhiều người sẽ hiểu lầm. Bởi vì sao? Mình hình dáng là nó có một cái gì, thấy chưa? Nó có cái vẻ giới hạn. Còn nó phật tánh á thì nó rộng rãi bao la hơn. Linh hồn có thể nói khi nào mình nhìn thấy được á, là khi nào mình chết đi nó có cái linh hồn thiệt. Những cái linh hồn đó còn bị giam hãm trong một cái thân thể khác, hoặc là cái thân thể của Atula, thân thể của cái đẳng cấp Atula, chứ không phải là cái thân thể của mình như đây, hoặc là cái thân thể của từng giới cao hơn một chút. Thì lúc đó mình kêu rằng có linh hồn, bởi vì mình thấy rõ ràng cái người đó còn ở trong, còn giống như cái lúc còn sống, nhưng mà đều ở trong một cái thân thể nó vi tế hơn. À, thì lúc đó mình kêu rằng có linh hồn. Nhưng mà thật sự á, cái chữ linh hồn dùng nó có giới hạn quá đi. Phải nói rằng con người có phật tánh. À, phật tánh nó vĩnh viễn trường tồn, nó hòa đồng với tất cả vũ trụ, nó vô cùng huyền diệu, tự tại vô ngại. Mình nắm được cái phật tánh đó rồi thì mình cũng như vũ trụ mà thôi, rộng lớn bao la, kêu bằng Như Lai. Như Lai tức là không lại không đi, hả? Có không lại không đi, rủ lại đó chưa, tức là lúc chỗ nào cũng có, nó như 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 vậy thôi, nó như thôi.